Các bạn thân mến, chúc các bạn một ngày tốt lành. Mình là cô Đỗ đến từ Việt Nam. Và hôm nay thì chia sẻ với các bạn một câu chuyện văn hóa liên quan đến việc đốt pháo và đốt pháo hoa trong dịp Tết đặc biệt là Tết Nguyên đán của Việt Nam. Việt Nam cũng thế. Thế nhưng mà do cái điều kiện đó chính là sự an toàn về người và tài sản, cho nên là Việt Nam chúng ta đã cấm việc đốt pháo, cái pháo đi đùng ấy các bạn. Khâu cậu nhớ rằng là ngày còn bé rất là nhỏ thì có đốt pháo, và tất nhiên rồi, đốt pháo thì rất là vui nhưng mà có rất là nhiều hệ lụy. Bởi vì pháo thì thứ nhất là nó có mùi, và nếu như mà tất cả đều đốt thì mùi nó sẽ rất là sặc sụa, gây ô nhiễm môi trường. Nó cũng không tốt cho sức khỏe. Điều quan trọng hơn đó chính là, và nghiêm trọng hơn đó chính là, việc đốt pháo thì sẽ gây ra những cái thương tích không đáng có. Và có rất là nhiều bạn trẻ đã tự học cách chế biến pháo ở trên mạng, thế và cũng xảy ra những cái việc rất là đáng tiếc. Chính vì thế, mặc dù đốt pháo rất là vui, rất là nhộn nhịp vào dịp và đêm giao thừa, nhưng mà chính phủ Việt Nam chúng ta đã ra lệnh cấm đốt pháo, và chúng ta được phép đốt pháo hoa. Bởi vì pháo hoa thì tất nhiên, pháo hoa thì nói như thế nào nhỉ? Thứ nhất là đắt, tạo ra các hình thì rất là đắt, chi phí cao. Tất nhiên là pháo hoa sẽ hạn chế được rất là nhiều những cái thiệt hại về người và những cái thiệt hại khác. Và đốt pháo hoa thì rất là đẹp. Thế còn tại sao mỗi hàng năm vào đêm giao thừa hoặc là vào những dịp lễ Tết người ta thường đốt pháo, hoặc là ở Trung Quốc khi mà người ta có những cái gì đó, sự việc, sự kiện gì đó vui vui thì người ta lại đốt pháo nhỉ? Bởi vì là tiếng pháo đầu tiên thì quấn cái giấy quấn pháo nó là màu đỏ. Và tại sao vào những cái ngày lễ, ngày Tết, hoặc là trong một cái người ta thường dùng cái màu đỏ để tránh tà ma, thì nó liên quan đến một cái việc, đó là liên quan một câu chuyện từ ngày xưa ấy. Thì mình cũng không biết là ở Việt Nam mình có câu chuyện này không, nhưng mà bởi vì là Việt Nam mình không còn duy trì cái truyền thống đốt pháo vào dịp Tết nữa, cho nên là Khâu Khẩu cũng không để ý. Nhưng mà chia sẻ với các bạn là nếu như mà các bạn xem video và các bạn thấy rằng ở Việt Nam cũng có, thì mong các bạn chia sẻ. Và từ đốt pháo trong tiếng Trung là phang, phang pian pao, pian pao là cái pháo nổ đi đùng nha các bạn. Và phang yên hoa là yên hoa đó các bạn, yên hoa chính là cái pháo hoa đó. Thế và tức là cái khói ở trên trời, cái khói ở trên trời tạo thành những cái bông giống như những hình như bông hoa thì gọi là yên hoa rồi. Thế và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về nó, đó là vào cái dịp Tết Nguyên Đán ấy thì là người ta thường, trước kia ngày xưa có cái câu chuyện này giống câu chuyện cây nêu ngày Tết của Việt Nam. Đó là có một cái con quái vật, nó tên là con niên. Con này nó tên là con niên, hay con trú si đấy các bạn. Trú si chính là đêm giao thừa ấy. Thì con quái vật này nó có một sừng và nó rất là hung hãn, nó rất là gọi là tàn ác. Nó thường xuyên rời khỏi cái chỗ trú ngụ của nó và đi đến nhà dân để bắt người rồi bắt gia súc rồi. Và dân thì rất là sợ. Thế làm thế nào? Sau này thì phát hiện ra là thứ nhất là nó sợ, đó là nó rất sợ âm thanh. Đó, thế và trước kia khi mà chưa có thuốc pháo thì người ta chưa có thuốc 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 nổ thì người ta mới đốt cái cây tre. Thì Khâu Khẩu cũng hỏi rất là nhiều các bạn học trò Khâu Khẩu là có biết cái âm thanh khi mà đốt cái, đã đi cắm trại bao giờ chưa, các bạn ấy nói là các bạn ấy chưa bao giờ. Thế và khi mà mình đốt cái cây tre, cây trúc ấy các bạn, hay đốt củi đi, thì nó cũng sẽ có những cái âm thanh tạo ra, cũng lâu lắm rồi không được nghe cái âm thanh này, tiếng nổ tí tách đó chính là tại sao mà chúng ta khi mà đi đốt lửa trại thì cảm thấy nó rất là vui, rất là hào hứng, bởi vì những cái gọi là những cái hoa hoa lửa nó cứ bắn ra và cùng với tiếng nổ lép bép. Thế thì con yêu quái một sừng thì nó rất là sợ cái tiếng này các bạn ạ, vì thế cho nên là người ta mới sử dụng cái cây tre, cây trúc ấy, và người ta đốt đốt thì nó tạo ra ở cái âm thanh. Và sau này khi mà người ta có thuốc rồi thì người ta nhét vào trong cái ống đó, và dần dần thì người ta đã tạo ra được những cái gọi là những cái con tép,
và bên trong là nhét thuốc nổ vào, thế và tạo ra pháo và người ta đốt đi đùng đi đùng đi đùng. Thì cái này nó có thể là nó giống như là chúng ta khi còn nhỏ thì mỗi một cái sự việc sự vật sự việc chúng ta đều có một cái câu chuyện để giải thích cho, ví dụ tại sao lại thì là cây, thì là cây, thì là tại sao gọi là thì là, rồi 12 con giáp thì tại sao con chuột lại đứng đầu tiên. Nói chung là ngày xưa các cụ thì rất là thông minh nên là mỗi một sự vật sự việc thì các cụ đều nghĩ ra được những câu chuyện. Ở Việt Nam chúng ta cũng thế và ở nước ngoài cũng như vậy. Thế và hôm nay Coco chia sẻ với các bạn bởi vì là còn một phút nữa thôi là mình lên lớp cho học trò của mình rồi, và chân thành cảm ơn các bạn bởi vì Coco nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của các bạn. Và mấy ngày hôm nay thì Coco khai giảng liên tục các lớp mới, và các bạn học trò thì đều là những bạn đã xem video trên YouTube của Coco trong một quãng thời gian rất là dài. Và các bạn chờ đợi, có những bạn đã chờ hơn 2 năm. Và bây giờ Coco mới xếp lớp được thì cảm thấy rất là áy náy, nhưng mà các bạn rất là vui vẻ để chờ đợi. Và Coco chân thành cảm ơn các bạn, thực sự rất là xúc động và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Coco sẽ cũng giống như trước kia, đó là luôn luôn và không ngừng cố gắng để hoàn thiện mình hơn và để các bài giảng được hấp dẫn hơn, cũng như là sẽ học các cách để làm các video có nhiều hiệu ứng hơn. Các bạn thông cảm bởi vì Coco quá bận cho nên là các video nó hơi sơ sài, nhưng mà chắc chắn là Coco sẽ gọi là khắc phục trong thời gian tới. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Mình là cô Đỗ đến từ Việt Nam.